Giống cây ổi ruột đỏ bằng gốc cây ổi Đài Loan. Dụng cụ ghép gồm có gốc ghép. Dao. Đầu tiên là dao ghép. Cái đó là dây quấn. Rồi, cái tiếp theo là gốc ghép. Gốc ghép là cây ổi Đài Loan. Có mấy kiếm dây dò ghép nó mới sống. Và cành ghép là cây ổi ruột đỏ. Rồi, bây giờ tiến hành ghép. Đầu tiên là cắt vát hai bên trên cái gốc ghép. Đây cái vị trí cắt nó như thế này. Ở đây là cành ghép. Cắt một đường xéo từ dưới lên trên để lắp cái gốc ghép vào. Đây, gốc ghép, cành ghép được lắp vào. Quấn băng kính lại. Dây quấn này là bao ni lông cắt ra, hoặc là mua dây quấn chuyên dùng ở những nơi người ta bán vật tư nông nghiệp cũng được. Quấn trùm kính từ dưới lên trên để ngăn không cho nước vào. Biết đâu giật được hai phát à. Sợ giật. Thấy là quá trình ghép đã xong. Đây là cành ghép. Đây là vị trí ghép. Và đây là gốc ghép. Chứ thằng nào mà nó hay vô. Và sau 1 tháng đến 1 tháng rưỡi thì cắt ra ở vị trí này. Thế là được một cái cây mới gồm có cành và gốc. Và sau 1 tháng rưỡi cắt ra thì chúng ta được một cây ghép như thế này. Đây là phần cành ghép. Đây là vị trí ghép, có thể thấy là nó đã liền da rồi. Đây là vị trí cắt cái cành cũ. Và đây là gốc ghép. Cây này có thể đem đi trồng được rồi.